Đã Ba La Mật, mở ngoặc đơn, Mahaprayna Paramita Sacha, tác giả, Nagarjuna, Long Thọ, dịch Phạn Gia Hán, Cưu Ma La Thập Dịch Hán Gia Việt, Thích Chí Tịnh, Phẩm Đàm Vô Kiệt, thứ 89, lúc ấy Đàm Vô Kiệt Đại Bồ Tát bảo Tát Đà Ba Luân Bồ Tát. Này thiện nam tử, chư Phật không từ đâu đến, đi cũng không đến đâu. Tại sao vậy? Chư Pháp như tướng chẳng động. Chư Pháp như tức là chư Phật. Pháp vô sanh không đến không đi. Pháp vô sanh tức là chư Phật. Pháp vô diệt không đến không đi. Pháp vô diệt tức là chư Phật. Pháp thiệt tế không đến không đi. Pháp thiệt tế tức là chư Phật. Pháp không không đến không đi. Pháp không là chư Phật. Pháp vô nhiễm không đến không đi. Pháp vô nhiễm là chư Phật. Pháp tịch diệt không đến không đi. Pháp tịch diệt là chư Phật. Tánh hư không không đến không đi. Tánh hư không là chư Phật. Này thiện nam tử, rời các pháp ấy không còn có Phật. Chư Phật như, các pháp như, một như không sai không khác. Này thiện nam tử, như ấy thường một không có hai, không có ba, ra ngoài các pháp số, vì là vô sở hữu. Ví như tháng cuối xuân, giữa ngày lúc nắng nóng, có người thấy ánh nắng rợn động bèn đuổi theo mong tìm được nước. Y ông nghĩ sao? Nước ấy, từ ao nào núi nào, suối nào chảy đến, nay đi về đâu, hoặc là chảy về biển Đông, biển Tây, biển Nam, biển Bắc ư? Tát Đà Ba Luân thưa. Thưa Đại sư, trong ánh nắng còn không có nước, làm sao có được chỗ nước đến nước đi? Này thiện nam tử, kẻ ngu vô trí bị sự khát bức ngặt thấy nắng rợn bèn tưởng là nước. Này thiện nam tử, nếu có người phân biệt chư Phật có đi, phải biết các người ấy đều là ngu phu. Tại sao vậy? Này thiện nam tử, chư Phật chẳng thể lấy xác thân thấy được. Chư Phật pháp thân không đến không đi cũng không chỗ đến chỗ đi. Này thiện nam tử, thí như nhà ảo thuật thuật ra các thứ như voi, ngựa, bò, dê, nam, nữ. Y ông nghĩ sao? Ảo sự ấy từ chỗ nào đến, đi đến đâu? Thưa đại sư, ảo sự không thiệt làm sao có chỗ đến chỗ đi? Này thiện nam tử, người mà phân biệt Đức Phật có đến có đi cũng như vậy. Này thiện nam tử, ví như chiêm bao thấy voi ngựa, bò dê, nam nữ. Y ông nghĩ sao, cảnh vật được thấy trong chiêm bao có chỗ đến chỗ đi chăng? Thưa đại sư, cảnh vật được thấy trong chiêm bao đều là hư vọng, làm sao lại có đến có đi? Này thiện nam tử, nếu người mà phân biệt Đức Phật có đến có đi cũng như vậy. Này thiện nam tử, Đức Phật nói các pháp chư chiêm bao, nếu có chúng sanh nào chẳng biết pháp nghĩa ấy, cho danh tự xác thân là Phật, người ấy phân biệt chư Phật có đến có đi. Vì chẳng biết tướng thiệt tế của các pháp nên đều là hạng ngu phu vô trí. Các người ấy mãi mãi qua lại trong năm đường, xa rời Bát Nhã Ba La Mật, xa rời các Phật pháp. Này thiện nam tử, Đức Phật nói các pháp như ảo như mộng. Nếu có chúng sanh nào biết đúng thiệt thì người ấy chẳng phân biệt các pháp, hoặc đến hoặc đi, hoặc sanh hoặc diệt. Nếu chẳng phân biệt các pháp hoặc đến hoặc đi, hoặc sanh hoặc diệt thì có thể biết được thiệt tướng của các pháp mà Đức Phật đã nói. Người ấy hành Bát Nhã Ba La Mật gần vô thượng Bồ Đề, gọi là chơn Phật đệ tử, chẳng hư vọng ăn của tín thí. Người ấy đáng nhận cúng dường, là phước điền thế gian. Này thiện nam tử, ví như ở đại hải, những châu báu trong nước chẳng từ phương đông lại, chẳng từ phương nam lại, chẳng từ phương tây lại, chẳng từ phương bắc lại, cũng chẳng từ bốn phương cạnh và trên dưới lại. Vì do nơi căn lành của chúng sanh mà biển sanh châu báu ấy. Châu báu ấy cũng chẳng phải không nhân duyên mà sanh. Châu báu ấy đều từ nhân duyên hòa hiệp mà sanh. Châu báu ấy nếu diệt mất nó cũng chẳng đi đến mười phương. Các duyên hòa hiệp thời có. Các duyên rời tan thì diệt. Này thiện nam tử, thân chư Phật cũng vậy, từ bổn nghiệp nhân duyên quả báo mà sanh. Lúc sanh chẳng từ mười phương đến, lúc diệt cũng chẳng đi đến mười phương. Chỉ các duyên hiệp thì có, các duyên rời thì diệt. Này thiện nam tử, ví như đờn không hầu, lúc tiếng phát ra không chỗ đến, lúc tiếng diệt không chỗ đi. Vì các duyên hòa hiệp nên có tiếng. Có thùng, có cổ, có da, có dây, có trụ, có cần, có người lấy tay khẩy, các duyên ấy hòa hiệp mà có âm thanh ấy. Âm thanh ấy cũng chẳng từ thùng đờn nhẫn đến chẳng từ tay người phát ra. Các duyên hòa hiệp bèn có âm thanh. Lúc các duyên ấy rời tan âm thanh cũng không có chỗ đi.
Này thiện nam tử, thân chư Phật cũng như vậy, từ vô lượng công đức nhân duyên sanh, chẳng từ một nhân một duyên, một công đức sanh, cũng chẳng không nhân duyên mà có. Vì các duyên hòa hiệp nên có, thân chư Phật chẳng riêng từ một sự mà thành, đến không từ đâu, đi không đến đâu. Này thiện nam tử, phải biết chư Phật tướng đến tướng đi như vậy. Này thiện nam tử, cũng phải biết tất cả pháp không có tướng đến đi. Nếu ông biết chư Phật và các pháp không có tướng đến đi, sanh diệt thì tất là được vô thượng bồ đề, cũng hay hành bát nhã ba la mật và phương tiện lực. Lúc ấy thiên đế Thích Đề Hoàn Nhơn đem hoa trời Mạn Đà La trao cho Tát Đà Ba Luân Bồ Tát mà nói rằng. Ngài lấy hoa này cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, tôi phải thủ hộ cúng dường ngài. Tại sao vậy? Vì do nơi ngài mà hôm nay đem sự lợi ích đến cho trăm ngàn muôn ức chúng sanh khiến họ được vô thượng bồ đề. Này ngài, Đàm Vô Kiệt Bồ Tát ấy rất là khó gặp được. Vì lợi ích cho tất cả chúng sanh mà Đại Bồ Tát ấy chịu những sự nhọc nhằn khổ sở trong vô lượng vô số kiếp. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát nhận thấy hoa Mạn Đà La giải trên Đàm Vô Kiệt Bồ Tát mà bạch rằng. Thưa Đại Sư, từ ngày hôm nay, thân tôi thuộc về Đại Sư dùng cung cấp cúng dường. Lúc ấy trưởng giả nữ cùng 500 thị nữ thưa với Tát Đà Ba Luân Bồ Tát rằng. Từ hôm nay, chúng tôi cũng đem thân thuộc về ngài. Do căn lành nhân duyên này chúng tôi sẽ được pháp như vậy, cũng như ngài đã được. Chúng tôi cùng ngài đời đời cúng dường chư Phật, đời đời thường cúng dường ngài. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát bảo chúng nữ nhân. Các người lấy tâm trí thành thuộc tôi sẽ nhận các người. Chúng nữ thưa, chúng tôi lấy tâm trí thành thuộc về ngài, tùy theo chỗ ngài dạy bảo. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát cùng chúng nữ nhân đem những đồ bửu vật trang nghiêm cùng 500 cổ xe bảy báu dâng lên Đàm Vô Kiệt Bồ Tát mà bạch rằng. Tôi đem 500 nữ nhân này phụng cấp Đại Sư. 500 cổ xe này tùy Đại Sư dùng. Thiên Đế Thích liền khen rằng, lành thay. Lành thay, này ngài, Đại Bồ Tát thí xả tất cả sở hữu phải như vậy. Bố thí như vậy sẽ chóng được vô thượng Bồ Đề.